Đây một chiếc màu đỏ rất là mới các bạn. Rất là cao. Bên đây cũng có một chiếc nữa các bạn. Mình quay sơ lược cho mấy bạn xem cái cần với lại mấy chiếc xe này nha các bạn. Cao kinh khủng luôn. Đây vẫn còn một cây nữa nè các bạn. Hiện tại là nó mới vừa đóng xuống sông rồi, giờ nó đang hàng rồi. Qua đây mình quay cái cây màu đỏ nha mấy bạn xem tiếp tục nè. Rất là to các bạn. Cái này cái gì đây? Cái này một cây nữa. Quá cao luôn các bạn. Đây còn một khúc nối của chiếc sáng nữa nè các bạn. Cái bãi này quá rộng, quá nhiều công việc cho nên mình chỉ quay sơ lược cho mấy bạn xem thôi nha, các bạn thông cảm nha. Cây cầm cái này thấp hơn các bạn. Đây, chiếc này đây. Quá đã luôn, cái cần. Cái này là không phải là cái bãi nha các bạn, cái này hiện tại là nó đang làm cống nha các bạn. Giờ mình qua mình xem chiếc màu cam mình nó sẽ cẩu cái búa nó lên các bạn. Giờ đang cẩu lên mặt cắm nha các bạn. Khá là dài.
Một lát nữa mình quay sơ lược mấy cây cần này cho mấy bạn xem nha. Để có 5-7 cây cần luôn. Nãy ở trên nó bỏ xuống mà mình giật cá mình luôn các bạn. Đứng ở đây mình mới lấy hết được cây cần của nó nè các bạn. Thực sự là rất là cao. Đang đợi khách chơi tiếng kêu vung cần luôn. Đang cắm xuống các bạn. Chiếc này màu xanh, lát nữa mình quay chiếc màu đỏ. Cắm xuống một cái một các bạn. Đây, chiếc sáng này đang cẩu cái bố lên các bạn. Nếu hôm nay mình quay lại, mình quay cho mấy bạn xem nha. Mình xem chiếc sáng này nó nhổ cây cừ này lên. Quá nhiều nó làm một lúc cho nên mình cái nào mà nó hay với lại nó hấp dẫn thì mình quay cho mấy bạn xem thôi, chứ thật sự là mỗi chiếc một việc. Ủa, rất là to rồi. Người ta đứng
em cây này nó cắm rất là hòa hợp luôn các bạn. Nó cắm mà nó nhổ rồi nó cắm xuống các bạn. Mấy cây cần này từ 20 đến 21 mét trở lên không nghe các bạn, rất là cao. Cách khá là xa các bạn thông cảm nha. Đây cái dạng trứng các bạn, cái hiệu nó